Xin chào tất cả các bạn, mình là Trần Nam đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp cái đèn chiếu sáng và cái mạch đèn chiếu sáng rẻ nhất hành tinh nha. Cái bộ mạch này thì đơn giản, mình bảo đảm là ai có thể ở nhà mà lắp được. Và cái những cái này thì nó có xung quanh ở các bạn luôn, các bạn có thể mua bất cứ nơi đâu, cho nên là khá đơn giản thôi. Rồi, cái đèn rẻ nhất hành tinh nhưng mà không phải nó rẻ mà nó không sáng nha. 3 chế độ cực sáng luôn, và cái hàng này là hàng loại 1, bảo đảm với các bạn là ok, bao bền, nói chung là thế. Rồi, mình sẽ lắp cái bộ này lên cái xe cùi bắp nhất hành tinh. Cái xe này là xe của mình nha, chứ không phải xe của khách đâu. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn đơn giản thôi. Cái nút bát sinh, đây là cái nút bát sinh nha. Khi mà chúng ta khui cái chân đèn ra thì nó sẽ có hai cọc này, chúng ta sẽ hàn hai cái dây điện vào hai cái chân này nha. Vậy là được. Cái này là nút đề, nút để ở trên Subway RS100 á. Rồi cái này công tắc 3 chân, công tắc độ, nhưng mà nó có 2 nấc thôi các bạn ạ. Bình thường thì nó có 3 nấc nhưng mà cái này là mình chọn cái có 2 nấc thôi. Ở 2 nấc thôi là xài được cho cái đèn rồi, cũng có hàn vào hai chân, một chân ở giữa và một chân bên hông. Đó. Thì cái này đúng là phải bọc cái ống co nhiệt vào đây nữa, nhưng mà cái này mình đang demo cho các bạn cho nên mình không bịt lại. Các bạn sẽ khó thấy đúng không? Rồi mình để vậy để cho dễ. Rồi. Cách lắp đặt trên xe như thế nào? Thì đầu tiên là mình lắp cái công tắc này. Cái công tắc này thì một dây mình sẽ cho vào dây dương sau khóa. Thì ở cái cục chớp xi nhan này thì mình sẽ câu vào cái dây màu đen nha. Trên bộ mạch này là dây màu đen. Mình sẽ luồn nó vào đây. Bình thường thì phải lôi ra cột nha, nhưng mà cái này mình đang làm hướng dẫn các bạn thôi. Các bạn có thể ghim kiểu này cũng được, mà các bạn lôi cái jack ra mà cột bên trong cũng được như mình hay hướng dẫn á. Rồi các bạn ghim vô, cho nó xét chân vô. Rồi các bạn chắc cú hơn, cuốn băng keo một vòng ở ngoài đó là ok. Rồi ghim vào đây. Rồi, vậy là thành công rồi đó. Rồi ok, trên cái đèn của chúng ta thì nó có hai cái dây nha. Một dây màu nâu này và một dây màu xanh. Màu xanh có nghĩa là dây mát. Dây mát thì chúng ta bắt bất cứ ở đâu, ở một cái vị trí trên cái sườn xe. Thì đây, cái con ốc này hình như hôm trước bữa mình cũng đã cạo cái lớp sơn rồi. Nhưng mà các bạn phải cạo cái lớp sơn ở xung quanh đây nha, để cho cái dây bát này nó bám vô cái tiếp mát tốt hơn nha. Các bạn, nếu mà các bạn không cạo ra thì nó sẽ khó tiếp mát, có khi nó lại không hoạt động được. Siết cứng vô. Đấy là dây mát. Rồi dây dương. Thì trên cái công tắc này ấy, với lại cái đèn này nó còn cái dây dương ra thì chúng ta sẽ nối vào với nhau. Đó. Thì cái dây nào trên cái đèn ấy chúng ta dây xanh bắt buộc phải bắt vào mát nha. Còn trên cái công tắc này thì chúng ta hai cái dây này chúng ta dây nào bắt vào cái dương sau khóa cũng được. Ví dụ dây xanh này cho vào dương sau khóa cũng được, hoặc là cái dây màu đen này cho cũng được, miễn là một dây vào dương sau khóa và một dây vô cái đèn, vô cái dây dương đèn của chúng ta nha, là ok. Rồi thử xem nó hoạt động chưa. Đây là rồi hoạt động đấy, tắt. Rồi mở, tắt, mở. Chế độ 3 chế độ nha, này chế độ nhấp nháy, chế độ sáng này, chế độ mờ này. Đó, thấy mờ hơn không? Rồi chế độ này nhấp nháy. Cái này là người ta làm để cho trong quán bar á. Quán bar ví dụ mà đi cuội mà không có đèn thì chơi đèn này vô. Bảo đảm nó bao cuội. Tắt. Rồi. Tiếp tục. Thì như cái này là bộ mạch này thì đơn giản rồi các bạn ạ. Cái bộ mạch này là chúng ta không cần, không có nút passing nha. Nhưng mà nếu ví dụ mà câu passing vô nữa thì phải cần những gì. Thì đây tiếp tục. Thì trước khi câu cái nút passing này vô ấy, thì chúng ta câu cái này vô cho nó vào vị trí cho nó gọn gàng đi đã, cho nó đỡ lòng hoàng. Cho dây đi dây gọn gàng nha. Rồi tí lấy dây rút rút lại nữa là đẹp. Ở đây ấy thì mình đã chế một cái bát rồi. Cái bát đó chính là cái bát kẹp của mình thôi ha, bát kẹp nhựa của mình thôi. Mình sẽ bẻ ra, mình cắt một đoạn đi và mình chế vào đây nha. Siết ốc cứng lại là bao cứng luôn. Rồi nhét công tắc vô. Siết con ốc vô. Cái bát này thật sự nó rất đơn giản thôi, mình thích thì mình chế ở đây. Còn không ấy, cái công tắc này để vào thì nó sẽ hơi thô các bạn ạ. Nhưng mà ví dụ mà chúng ta khoan một cái lỗ ở đâu đấy, ở đây này. Ở trên cái dàn nhựa này thì nó lòi ra cái đầu rồi thôi. Thao tác nó cực dễ nhưng mà nó lại không bị thô như vậy nha. Còn cái này mình thích chế ở đây thì mình chế thôi. Nhưng nếu mà cái công tắc này các bạn có thể tùy biến, thích chế ở đâu mà các bạn cảm thấy phù hợp thì là ok. Rồi đấy, cái kìm siết cứng vô nha. Là được. Rồi tiếp theo. Trên cái đầu đèn của mình ấy thì mình cũng đã khoét một lỗ này rồi. Cho nên là mình sẽ cho cái công tắc này vô. Mình khoét một lỗ ở đây, ở đường trước để cái tay mình khởi nó dễ hơn á.
sẽ cho cái này quay ra ngoài nha. Rồi ấn vô. Cái việc móc cái lỗ này thì đơn giản thôi các bạn sẽ đo cái chiều này, bề dày này, rồi đo bề dày này, các bạn vẽ lên một cắt một cái tờ giấy nó phù hợp với số đo của cái này, các bạn in lên trên đây, vẽ một hình vuông mà móc theo là được nha. Rồi xong. Rồi, khít rịt. Như kiểu gì nữa, nếu mà ví dụ mình không nói thì có khi là cái này, xe này mà mới ra thì các bạn cứ tưởng là nó có chính hãng không đấy, chứ không phải là mới chế là nó xấu quá đâu. Bao đẹp. Rồi. Tiếp theo thì trên cái hệ thống mạch của chúng ta nó đã ok đấy, tắt cái đèn đi. Thì sẽ có cách như thế này. Cái dây này là dây dương đúng không? Dây dương của đèn nha. Chúng ta sẽ câu một đầu vào dây dương của đèn. Dây 1 mét đúng không? Yeah. Một dây 1 mét đúng không? Không. Một dây vào dương của đèn. Rồi, một dây vào dương sau khóa. Đợi xíu mình sẽ nối một cái dây dài ở dương sau khóa đây. Đối với bộ này được không ạ? Không, nó không có dây dương sau khóa. Thì ở trên cái đầu xe chúng ta nó có nhiều vị trí như kiểu dây đen này. Có những cái dây đen mà nó cho cái, nó nuôi cái đèn báo số của chúng ta, chúng ta có thể trích ra và đấu vô. Cũng có thể được nha, nhưng mà làm như vậy thì đúng chạm tới dây zin, mình không làm như thế. Mình sẽ đấu vào đây. Lại tiếp tục ở vị trí cũ dây dương sau khóa. Mình sẽ ghim vô. Cắt cái đầu ra. Và nối vào dây còn lại của công tắc. Của công tắc phát sinh mình còn một cái dây còn lại. Thì mình cũng nói tiếp là hai cái dây này, mình ví dụ dây này đấu qua đây rồi đổ ngược lại cho nhau cũng được, không quan trọng vị trí, miễn là hai dây này một dây vào dương sau khóa và một dây vào cái điều khiển cái đèn là ok nha. Rồi. Bây giờ thì tiếp tục bật chìa khóa lên. Đó, bây giờ ví dụ chúng ta bật đèn. Chúng ta có thể bật tắt đèn ở trên công tắc. Đó. Rồi, chúng ta có thể tắt đèn đi và phát sinh. Đó. Thì cái này ba chế độ, mỗi lần mình nhấn một cái được thả ra thì nó sẽ đổi chế độ khác nhau nha, nhưng mà nói chung là mình phát sinh được. Đó. Thì cái mạch ví dụ các bạn gắn cái L4X làm sao đó, có thể các bạn cũng chế như thế này. Nhưng mà cái công tắc này thì nó thuộc dạng là nó chịu ampere dòng điện chạy qua yếu ấy, cho nên khi chúng ta đưa câu cái điện mà nó nặng watt hơn thì nó sẽ nhanh bị hư nha. Nhưng mà cái giải pháp của nó là mình vẫn xài trên công tắc này, nhưng mà chúng ta đấu qua một cục rele nữa thì cái rele đó nó sẽ chịu tải, và cái đèn này ấy, cái công tắc này thì nó chỉ chịu một dòng điện tính bằng milliampere thôi, nó sẽ cực kỳ là bền, tại vì nó không phải gánh chịu cái dòng điện chạy qua, dòng điện quá tải chạy qua, cho nên là nó sẽ rất là bền nha. Thì cái giải pháp đó mai mốt mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vào một clip khác, nhưng mà đơn giản cơ bản thì cái này nó là như thế này. Đó, vậy là xong đó. Chúng ta sẽ cuốn băng keo lại và gắn cái đèn lên đây. Cuốn băng keo thì chúng ta hãy cuốn từ ngoài đầu vô, kéo căng nha. Kéo căng cái băng keo để cho nó khỏi bị trùng. Nó nhiều người cuốn nó bị trùng mấy bữa nó cái vết cuốn của mình nó sẽ bị yếu. Đấy, kéo căng ra xong mình siết. Rồi. Ngắt. Rồi. Vậy là bộ mạch rẻ nhất hành tinh của chúng ta đã hoàn thiện đó. Cái này thì mình chỉ demo tí mình tháo ra cho nên mình sẽ không cần làm kỹ lắm. Nhưng mà về cơ bản thì cái này tí mình phải nếu mà gắn vô thì chúng ta phải cuốn lại nha. Cuốn lại và lấy gì rút gọn lại. Tiếp theo sẽ là bắt cái bát vô. Mình là bắt ở vị trí chân kiếng nha. Cái bát này là zin của cái đèn đó. Ví dụ mà các bạn mua cái đèn thì nó có sẵn cái bát luôn. Mình chỉ việc về ráp vô thôi. Rồi chúng ta sẽ siết vừa thôi để căn tí nữa cái đèn nó có bị lệch thì chúng ta căn lại. Rồi chúng ta sẽ siết ốc vô. Cứng ngắc. Ví dụ mà chúng ta muốn chỉnh lên chỉnh xuống thì xả ốc này ra, bẻ lên bẻ xuống. Còn nếu mà chỉnh qua chỉnh lại thì xả ốc này ra, bẻ qua bẻ lại. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cái đèn này nha. Bật. Cái này là chế độ mờ này. Bật. Chế độ nhấp nháy này. Bật. Chế độ này chế độ sáng nhất này. Đó. Thì cái đèn này nó có 20W thôi. Ví dụ mà các bạn muốn sáng lực hơn thì các bạn sẽ gắn hai cái nha. Thì nó sẽ sáng cực sáng luôn. Cái mẫu đèn này thì người ta cũng hay ráp nhiều rồi. Nhưng mà ráp hai cái thì nó sáng cực kỳ. Nhưng mà những cái bạn cái xe này, cái đèn này người ta cũng hay gắn để đi rừng cái thứ này. Một cái ở đường trước thôi là nó sáng cực kỳ rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái nút passing. Rồi passing là ở phía trước đây, mình sẽ bấm nha. Đó, bấm passing, nó sẽ thay đổi chế độ nha các bạn. Có
Còn nếu mà đèn L4X một chế độ thì chúng ta sẽ ấn ở cái nút này là sẽ phát sinh bình thường. Rồi. Bật lên. Bật. Bật. Tắt. Bật. Đó. Rất sáng. Cái xe này, cái đèn này thuộc dạng là dân đi rừng, từ trước mình làm ở trên Bảo Lộc là dân đi rừng cực kỳ ưa chuộng luôn. Tại vì nó sáng, nó nhỏ gọn mà nó siêu bền nha. Vậy là cái việc mà hướng dẫn các bạn lắp đặt cái đèn siêu rẻ, bộ mạch siêu đơn giản mà ai cũng có thể ở nhà đáp được thì mình đã làm xong đấy. Hy vọng là khi các bạn có thêm kiến thức để khi mà mua đèn chiếu sáng về có thể tự lắp cho chiếc xe của mình nha. Những cái công tắc này hoặc là những công tắc đề này à, những công tắc đề để mình chế ở đây, và cái công tắc bật tắt này thì chúng ta ra tiệm điện tử mua, hoặc là cái này thì vô tiệm phụ tùng xe máy mua, nó có rất nhiều loại như kiểu loại bình thường hoặc là loại chính hãng. Chính hãng thì sẽ đắt hơn. Rồi cái ốc này thứ thì ở mấy tiệm phụ tùng xung quanh các bạn mình bảo đảm có. Đó, cho nên các bạn cứ tìm những cái đấy này. Rồi mấy khung dây điện nữa. Thì nếu mà có máy hàn thì chúng ta sẽ chấm hàn vô cho nó chắc cú nha. Còn nếu mà không có máy hàn ấy thì chúng ta có thể dán keo, siết dây điện vô xong dán keo cho nó cố định cái chân lại là được. Rồi. Còn về cái bóng đèn thì nó có bát sẵn sàng, lấy cái ốc vặn vô chế ở những cái chỗ mình yêu thích. Có nhiều bạn thì gắn ở bên dưới đây. Bên dưới tay lái này như kiểu đeo bông tai ấy nhìn rất đẹp. Hoặc là đường trước, hoặc là ở dưới trong gầm đây, hoặc là khoan lỗ ở đây. Nói chung là tùy đèn độ chế thì các bạn tùy theo sở thích và theo khả năng các bạn có thể độ chế được thì các bạn sẽ độ vào những nơi mình yêu thích nha. Còn về cơ bản thì mình chỉ hướng dẫn các bạn độ mạch với lại gắn một cái đèn vào vị trí này thôi. Đó. Còn mai mốt mà gắn đèn chiếu sáng ấy thì đèn L4X nó có đèn đấy nó nặng watt hơn các bạn ạ, 35W, và cái cường độ dòng điện nó đi qua lớn hơn cho nên những công tắc chế như thế này nó sẽ không chịu được. Mai mốt mình sẽ làm cái hướng dẫn các bạn là đấu rơ le để cái khi mà chịu tải cái đèn đó ấy, thì cái rơ le nó sẽ chịu tải hết, còn cái công tắc này nó chỉ chịu một cái đường, một cái dòng điện cực nhỏ đi qua thôi, tính bằng miliampere thôi, thì cái nó sẽ không phải chịu tải ampere lớn, nó sẽ cực bền nha. Thì mai mốt mình sẽ hướng dẫn, làm video hướng dẫn cái đấy sau. Rồi, cái này là xong đó. Hy vọng là nó sẽ giúp ích gì đó cho các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chào các bạn nha.